chào mừng tất cả các bác cũng như anh em trên toàn quốc đến với kênh Nhạc Cụ Âm Thanh Ánh Sáng Dư Tứ. Và hôm nay Dư Tứ sẽ làm cái clip để test cái phần rải mic để hát karaoke cho anh em với trên bộ loa volume. Đây là Dư Tứ đấu có một đôi, cuối video Dư Tứ sẽ quay cái cách đấu với anh em. Và chỉ có một đôi này và một cục một đôi này và một cục súp này và một vang một đẩy một mic. Đêm đông lo sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lo sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng em. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Một hai ba bốn năm sáu bảy lên lời rất ok luôn, lời sáng mắt. Đêm đông cô đơn, đêm đông nhớ ai, đêm đông lao sao vắng ai. Cơn mưa hôm qua, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng em. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai em sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Một mai em sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không. Kính thưa quý vị đại biểu, lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo 1 2, lên ok. Quý vị anh em đã và đang nghe cái giải mic nhà micro
rất sáng luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ tắt nhạc để alo cho anh em. Alo, 1, 2. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Lê 6, 7. Với một cái đôi loa cột như thế này thì chúng ta chơi gia đình cho một phòng 30m² đổ lại là khá là ok. Với cấu hình rất là đẹp, xinh xắn gọn gàng, nghe nhạc hay, hát hay. Và cái quan trọng nhất đó là giá rẻ. Đó, đánh đúng tiêu chí người tiêu dùng luôn ạ. Giá rẻ. Bây giờ tứ cho xem đấu nha. Đây là chỉ có chạy có một đôi loa này thôi. Đây một con, kia một con và một cục súp, một đẩy, một vang, một bộ mic. Anh em xem nhá. Không có cắt ghép gì cả, đây là trực tiếp luôn. Ok ạ, dây đây nha. Này để cho anh em thực ra cho anh em tin tưởng thôi. Dây dài quá nhỉ. Đây rồi. Ok. Đây nha. Đây đúng không? Một đúng không? Đó, chỉ có hai cái rắc cắm loa, đây là bên vế bên này. Còn đây vế bên này nhá. Dây dài quá nhỉ. Đấy, anh em nhìn chưa? Đó. Súp đây. Đúng không ạ? Đang chạy. Dây đến đây, đây. Ok. Một con súp bát 30, một đôi loa cổ. Một đẩy, một vang, một mic. Thế là xong một bộ nghe nhạc xem phim. Hát karaoke. Rất là ok luôn ạ. Giá rất mềm luôn cho anh em. Cận ngày Tết rồi, anh em mua sắm và trưng bày gia đình. Tết được nghỉ ở nhà dịch giá này buồn ấy, làm một bộ hay đúng không ạ? Và đó là những sự thật và những cái gì anh em đã nghe và trải nghiệm. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh YouTube Tứ. Số điện thoại 0974 682 663, số Tứ tại địa chỉ 185 đường Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Địa chỉ và số điện thoại rõ ràng, anh em cứ điện trực tiếp cho Dù Tứ. Vào việc là ok, chốt đơn nhanh. Và xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.